Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình, Vé Ba Sói TV đây. Các bạn này, sau mấy ngày Tết thì mặt anh em mình nó bằng cái thớt rồi. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì anh em mình đang đi sang cạnh làng nhà mình các bạn ạ. Đã đi sang nhà Quỳnh, cách nhà mình có gần cây số thôi. Mà đường ở này nó vắng cho nên là mình xin phép không được đeo khẩu trang, anh em thông cảm nhé. Hôm nay mình quên. Đấy, các bạn thông cảm chứ đi ra đường là các bạn vẫn phải đeo khẩu trang nhá. Ok các bạn này, ngày hôm nay thì vẫn là đầu xuân đi. Hôm nay mùng mấy rồi? Mùng 8. Nay mùng 8 phải không? Các bạn này, nay mùng 8 anh em mình đang đi mua một con diều 3m8 các bạn ạ. 3m8 hay 3m9 nhưng mà đại loại là có lẽ nó to đấy. Ok, tại vì sáng nay thì Quỳnh nó có hẹn mình. Nó bảo là nó đi làm thì hai anh em mình cứ sang nhà mà xem diều ấy. Đấy. Các bạn này, bây giờ thì anh em mình cùng đi với mình sang nhà Quỳnh để định giá xem con diều này nó được bao tiền nhá. Sau đó thì mình sẽ xem xét, nếu mà có lấy được thì mình lấy về luôn, không lấy được thì mình phải nhượng lại cho tất cả anh em rồi, tại vì nó cũng khá là to đấy. Ok các bạn. Ok các bạn này, mình đang đứng cạnh một con diều này. Mình không thể tin nổi nó là 3m8, 3m9 luôn các bạn ạ. Mình nghĩ con này nó phải rơi vào tầm 4m rưỡi, 5m. Đây anh em có thể nhìn thấy mình đứng này. Mình đứng cao hơn cái đuôi nó được có một tí thôi các bạn ạ. Con này không biết là mình có vác về được không các bạn ạ. Tại vì nó hơi to à. Nào, im vào, Phương im. Bạn im. Đấy nhở, im luôn. Thì đấy các bạn ơi, quay lại đây cho các bạn xem khung, sau đó anh định giá cho. Con này mình nghĩ là mình định giá được cái khung con này á. Nó to, nó bự chà bá luôn anh em ơi. Nó phải to bằng khung cái luôn. Đây, cái khung giữa của con diều này nó to bằng cái khung cái này luôn các bạn ạ. Đuôi quê con này pro VIP luôn à. Siêu cứng khung. Thấy Quỳnh bảo con này là siêu cứng khung các bạn ạ. Thả bão thôi. Như mình ấy, như mình nếu mà con diều này mà bỏ cái sáo này đi. Đấy, 3m8, 3m9 thì mình cứ cho vào là 4m đi. Thì con này nó sẽ có cái giá là 8 lít cho anh em thì cho nó tuyệt vời ông mặt trời đi. Cho một cái con diều nó gọi là nó quá là đẳng cấp luôn. Bây giờ thì mình sẽ lôi xuống cho anh em xem nhé. Chứ buộc ở đây các bạn được chưa xem được kỹ. Ok, để mình sẽ lôi nó xuống. Quỳnh nó buộc ở đâu? Nhấc lên. Nhấc lên nhờ. Nhấc ở đâu? Nó buộc bằng cái gì ấy? À, nó buộc như này. Nó lấy cả giải rút quần nó buộc luôn. Quỳnh nó thà bỏ vợ không bỏ diều anh em. Buộc ở đâu? Vẫn còn cái dây ở của kia đó kìa. Đây. Đây. Có nghĩa là con hàng này nó buộc kỹ như thế này là rất ít khi nó thả đến các bạn ạ. Cho nên là nó cũng dây có trên cái đỉnh cầu bán. Làm như tháo ấy. Ok. Như theo mình ấy, theo mình cái con này 8 lít là cho ra đi được rồi. Không giữ làm cái gì cả. Diều to này thả khổ lắm. Rồi ok. Có cái điện. Sao? Nó to quá ấy. Để hỏi xem con sáo này nào. Đâu vậy? Mình cầm cũng khó cơ. À, cầm. Ra đây mày. Nào, em quay một vòng cho anh em xem đi. Quả sáo này nó to cái đầu mình các bạn ạ. Quả sáo này nó to cái mặt mình. Đấy nhá, thật ra thì các bạn này, như mình vừa định giá cho anh em con diều này rồi. Đấy, với cái kinh nghiệm mà chơi diều mà đi mua diều như mình thì con này mình sẽ mua với cái giá là 800.000.
Để nếu mà bạn nào thiện chí thì có thể qua nhà Quỳnh, tại vì Quỳnh nó cũng không thiết tha, diều nó to quá, ít khi bạn Quỳnh bạn nên thả, cho nên là bạn sẽ bán con này với cái giá là 800. Đấy. Còn cái con sáo này chắc bạn không bán đâu, sáo này chắc để làm kỷ niệm. Sáo này á, em nghĩ sáo này đây bao nhiêu? 120. Mà này kêu chứ, cả huyện nghe. 120 gì đấy. 120 á. Được không? Đấy không thổi, không thổi. Cái loại này phải lấy máy để thổi. nó to thì phải. Chưa bao giờ mình nhìn cái con diều mà cái quả nèo nó dài như kia anh em ạ. Cái nèo ở hai bên này này, đấy, nó rộng và nó dài. Con này một mình Phương đâm được không Phương? Một mình đâm, một mình thả ấy. Với cái lý do là ngày hôm nay nó cũng không có gió anh em ạ. Ngày hôm nay nó không có gió cho nên là anh em mình không đi test được con này cho các bạn. Nhưng mà nếu mà chưa có bạn nào đến lấy thì ở video sau thì mình sẽ quay test con này cho các bạn nhé. Con siêu to khổng lồ này cho các bạn nhé. Nói là nó quá to và quá bầu luôn. Con này kéo thì nặng này. Anh em nào mà có nhu cầu chơi cảm giác mạnh thì có thể chơi con này được này. Đấy. Có lấy không Phương? Con này thì anh bây giờ anh không vác về được rồi. Em có lấy không? Có lấy thì anh em mình vác về cho em. Không lấy á? Thế để nhường cho các bạn nhé. Ok các bạn ơi, anh em nào có nhu cầu mà mua cái con diều này thì ấy nhá, thì liên hệ với mình nhá. Và mình sẽ đưa sang nhà Quỳnh. Đấy các bạn ơi, ở trên con diều này có những cái gì thì mình đã review hết cho các bạn rồi. Khung con này thì hàng che xịn luôn, che pro vip bao bão cho anh em luôn. Đấy, phải khẳng định một câu là như vậy, tại vì khung cũng đã sơn chống mối mọt rồi. Hết phần review rồi, nhưng bây giờ anh em mình xin phép đi về thôi. Nếu bạn nào ở gần đây, mình nghĩ là con này to như này thì chỉ bán được ở gần thôi. Bạn nào ở gần mà muốn chơi hàng tay to ấy thì chỉ cần bỏ ra một cái số tiền nó khá là nhỏ thôi. Với cái con diều mà khung khủng, khung to khủng mà tất cho là 4m đi mà chỉ với cái giá nó 800.000, mình cảm thấy là giá quá ok rồi, anh em mua được. Đấy, còn bây giờ thì hết review rồi, mình xin phép đi về và chuẩn bị cho những cái dàn sáo giá rẻ và những con diều giá rẻ tiếp theo luôn. Bây giờ thì bye bye các bạn nhá. À, nếu cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like, một subscribe và chia sẻ kênh nhá. Bye bye.